Sai hay đúng là do định nghĩa của mỗi một con người. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của tôi trước toàn thể khán giả truyền hình. Tôi khẳng định một lần nữa, tiết mục này mất vệ sinh. Một cái bài cực kỳ dơ giấy bậy bạ đối với một người phụ nữ bình thường, chứ đừng nói đó là cái cô Việt Hương biết bao nhiêu người thích cổ, mà là giám khảo của em đang ngồi dơ đây. Lắm các em biết không? Dạ em giới thiệu tên tuổi. Mấy cái ca mà tự nhiên đội nón lên đây sợ lắm. Dạ em tên là Nguyễn Lê Trung, em là thợ điện ạ. Hồi nhỏ được cái tôi thông minh, đang coi phim, muốn tắt đèn, mẹ biểu tắt đèn cho mẹ ngủ, lười, dối cái cây lên để bấm nút tắt đèn, lấy cây sắt được không? Dối lên, khều, cái thứ nhất hụt, cái thứ hai hụt, khều họ được cái là không trúng cái công tắc đèn, trúng cái ổ điện, làm một cái phạt, trời ơi, nó giật mà em biết tím hết nguyên một cánh tay. Em hiểu vì sao mà bây giờ anh Trấn Thành diễn hài hay như vậy rồi. Đúng rồi. Yeah. Chị cũng vừa định nói câu đó, cảm ơn em. Nó dập tôi luôn. Thi luôn. Sai. Thi luôn kìa. Sai nữa. Thi luôn. Kệ chi cho nó dập, sai rồi. Hồi nãy chị luôn linh cảm rồi. Tôi kêu bỏ đi, tôi cũng gán kệ. Em sai rồi. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Nghe nói Việt Hương hôi lắm, chi tắm rồi nhưng vẫn còn hôi. Việt Hương ngày đêm không tắm mà chi tắm cũng hôi quá trời. Trời ơi trời, mày điên hả? Chưa nắng mày xúc phạm thần tượng của tao hả? Thiệt á, cái xóm này em hát ai cũng khen hết, chỉ có con nhỏ này là nó ghét em thôi. Em xin trân trọng giới thiệu, em chạy xe ôm mà từ sáng giờ đói quá, không có cuốc nào hết, chạy kiểu này không có xôi mà ăn nữa. Tất cả em lặng không có bán gì hết, tôi bán xôi luôn nè. Trời ơi, xôi ngọt không? Sao mặn dữ vậy? Tao vệ sinh dữ lắm. 5.000. Vậy, đòi tiền luôn hả? Trời, mày ăn của tao, mất tiêu gói xôi tao mà. Tiền đâu trả? Chứ mày 5.000 mày trả đi. Ê Trung, tôi kể em nghe vụ này nè Trung. Cái gì? Hôm qua có thằng kia nó ăn xôi với tao. Rồi sao nữa? Mày không trả tiền ra. Hết đi. Giờ nhả ra, lẹ. Xôi hư rồi phải không? Nhả ra. Đó, bài học cho em luôn nghe chưa? Đã nói rồi, khi bước lên sân khấu, điều đầu tiên là phải sạch sẽ. Thấy không? Bản thân mình diễn nó không sạch thì làm sao xôi nó sạch được? Ăn xôi hỏng là phải rồi. Bậy, hết sức là bậy, sai, lại sai nữa. Mà ông em bà... hát một cái bài cực kỳ dơ giấy. Bậy bạ. Đối với một người phụ nữ bình thường, chứ đừng nói đó là cái cô Việt Hương biết bao nhiêu người thích cổ, mà là giám khảo của em đang ngồi. Dơ lắm các em biết không? Hiểu không? Chị cho tụi em xúc phạm chị bất chấp, nhưng phải hay. Hay. Còn xúc phạm mà dơ, nó cắt hình. Mà quan trọng là đài truyền hình người ta không chấp nhận. Tụi em đem một cái bài tả về một cái vùng miền đó là Cà Mau, mà cái cô Út đẹp như vậy. Út là ở sát Cà Mau là cuối cùng, cho nên dễ thương được trân trọng như vậy. Các em sửa cho một cái người diễn viên hài mà nó dơ như vậy, thì em nghĩ tiết mục của tụi em có được đăng hay không là một chuyện. Chuyện thứ hai, báo cho tụi em biết, bất kể tụi em diễn cái gì, tụi em cũng phải có đầu tư coi mình lên đây mình làm cái gì. Hiểu chưa? Đi về mùa sau gặp lại mà phải hay nha. Còn dạ, dở là ở nhà làm điện luôn. Dạ, cho tụi em xin được phép ôm chị Việt Hương và anh Trấn Thành nữa. Khỏi luôn, giận. Thôi nha, cho vì cái tội làm không hay, thấy ghét nha. Đi bên đường phải, này. Well. Ai xin, thế nào cưng? Hôm nay em vui không? Vui. Kệ em. Thời gian của chị, chị ba thương cưng lắm. Nhưng mà chị ba tính hỏi á là không có hỏi mà cái vụ mà kệ cưng đâu. Tại biết sao không, chị ba tính hỏi á là bây giờ ăn cái gì á mà lùn dữ gì. Coi có giúp chị ba ăn không? Ăn cơm. Thiệt hả? Không phải tại cơm đâu. Thành cứ có ăn cơm không?
Em ăn khoai lang. Ừ, hai đứa. Rồi cưng có ăn khoai lang không? Ăn kiêng. Kệ cưng, lùng bẩm sinh. Nó chơi chứ, chị ba thương cưng, chị ba hung cưng. Người đi. Let me see ok, còn tập nữa. Anh xe. Chị ba đừng qua đây nha. Thôi mà, chị ba thương cưng, chị ba hung cưng. Qua đi chị ba. Bắt đi coi. Anh Giang, còn tập nữa. Hết giờ rồi, đã mất cả hai kiều. Ai? Ai? Ai thả ra? Ai? Tại biết rồi, nó cộng lắm hết trơn, không chịu rồi. Đã nói rồi, nghe không? Trói em nó kỹ lại. Chạy thoát cái là nó ra đây nó làm quá trời. Quê đâu? Dạ quê Sóc Trăng mà đang làm Cần Thơ. Quẹo đường này về hai tỉnh đó luôn. Trời ơi bánh ngon quá trời ơi. Anh đi hết thử con bà Mỹ. Riêng cái này là tôi xin lỗi khán giả truyền hình. Trời ơi, tôi nói thiệt, không phải là tôi cười vì cái tiểu phẩm mà tôi cười vì cái chuyện gì nó xảy ra trên sân khấu. Tôi nói thiệt là trời ơi, tôi không hiểu các bạn diễn cái gì.